Vâng, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Blog Mục Tiêu. Blog Mục Tiêu đang ở phần 1 của cô Nam Vũ Linh. Hôm nay có một chị sư cô rất là lạ đến đây để hát nhang cho cô Nam Vũ Linh. Dạ chị lo mấy ăn hả chị lo? Hả chị? Ừ. Nghe chị lo ghê luôn á. Ở đây luôn cũng vô khoảng dạ mà giờ chị mới ăn ở cái nhà chị Lăng đó. Ngọc nè nó con Ngọc. Ủa anh Ngọc, anh giờ cái này ra bớt đi Ngọc, tặng mua đúng không? Đường vô này anh. Có một vị sư cô đến đây để hấp nhang cho cậu Nam Vũ Linh nhé. Bên nào cũng là cô, mình buồn có lần dữ quá người ta sợ nha. Dạ con chào cô. Dạ chào cô. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn cô. Cô cho chuỗi nha, con chú anh chị ơi. Sư cô cho sư. Dạ con. Dạ. Rồi còn anh em ở đây. Sư cô hết sao chuỗi nhé. Sư cô ở huyện Vũng Liêm. Dạ. Sư cô ở Vũng Liêm ở Sáu Ích Thiện. Sư cô chùa Kim Quang. Dạ. Ở giáp ranh với bến tre đó. Dạ. Ồ ở đâu cũng vừa luôn. Nguyện hương đem lòng thành kính rồi theo đám mây hương, hương phất khắp mười phương cung dường ngôi tam bảo, thề trọn đời dự đạo theo tự tánh làm lành cùng phong giới chung sanh, phần cầu từ bi gia hộ tâm bồ đề thiên cô xa về cổ quận mê trong quay về và giác tư thời Việt Nam Vịnh La Bình Dương tỉnh La qua duyên xã kỳ nguyện tân dị tương linh
Võ Văn Hoàng, Pháp Danh Tâm Giác, Nghệ Sĩ Vũ Minh Hoàng, Vũ Linh, Kỳ Nguyễn Dương Linh, Hoàng Thọ, 60 sao tuổi, Kinh Pháp Nghe Kinh, Siêu Sanh Tịnh Độ Dương, Định Hương Dự Hoài Hương, dài thoát chi cái hương quang minh dân đại viên pháp giới cung dường tam bảo tiền hương cung dường bồ tát hương cung dường bồ tát hương cung dường bồ tát ma tăng cỡ gần nhiều quá cơ. Cái này phải có cát gần nhiều quá có cát. Nhung nhan Phật tốt là lùng hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương từ bi hoài đức tâm lường ra đời tê độ sao đường chung sanh được thầy tướng lại nghe danh cũng nhờ kim trưa căn lành trồng sâu thế tôn đủ phép nhiệm màu đành cho muôn loài cúi đầu quý chi tâm đảnh lệ nam mô tận hư không biên pháp giới hoa hiền vị lai thẩm vương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tâm vào chi tâm đảnh lệ nam mô ta bà giao chủ điều ngự bốn xứ Thỉnh Ca Mâu Ni Phật Long Hoa giao chủ Di Lạc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phấn Bồ Tát Kỳ Tâm Đảnh Lệ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chi Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thánh tình đại hải chúng Bồ Tát Trường Kỳ Tịnh Thủy Biên Sai Tam Thiên Tanh Không Bạc Đức Lợi Nhân Thiên Pháp Giới Hòa Tăng Duyên Diệt Tội Tiêu Khiên Hòa Diện Hòa Hồng Liên Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Cung Di Thánh Giáo Ngưỡng Đức Địa Tạng Từ Tôn Phong Ngọc Hào Quang Tiết Độ Tân Dị Hương Linh Hoa Cô Phụ Ông Võ Văn Ngoan Nghệ Danh Vũ Linh Phạm Danh Tâm Giác Hoàng Thọ 63 tuổi đưa cô cái lâu Lại đạo tại An Thiền Thính Pháp Nghe Kinh Siêu Sanh Tịnh Độ Hiệu Quyên Lệ Dì Vong Linh Nhị à Bái Nam Mô Đại Bi Hồi Thường Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hồi Thường Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hồi Thường Phấn Bồ Tát Thiền Thủ Thiên Nhàn Phố Ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Nam Mô Hằng Ra Đạt Na Đà Ra Gia Gia Nam Mô A Di Đà Bà Rư Yên Đế Thưa Bà Ra Gia Bồ Đề Tát Độ Bà Gia Ma Ha Tát Độ Bà Gia Ma Ha Ca Rư Nhi Ca Gia Ấn Tân Bà Ra Phần Về Sổ Đạt Na Đá Có Nam Mô Tân Yên Lặng Đỏ Y Mông A Di Đà Bà Rư Yên Đế Thọ Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cận Kỳ Hay Rị Ma Ha Bà Na Sa Mê Tạc Bà A Tha Đậu Du Bằng
A thề dựng tạc bà tán na na ma bà giảm mô Phật đạt đầu đa điệt tha an a bà rô hê rô ca đê ca ra đê di hê rị ma ha. Bồ đề tác đọa tác bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đà dùng cô rô cô rô yếp mong đồ rô Phật xà gia đê. Ma ha Phật xà gia đê đà ra địa rị ni thơ Phật ra gia ra ma vạc ma ra mục đê lệ di hê tất na a ra sâm ra xa lời Phật xa vô sâm phần ra xa gia hồ lô ma ra hồ lô hê rì ta ra tân rì tân rì tô rô bồ đề giả vô đà giả di đê rì giả na ra cần rì địa rì sâm ni na ba giả ma ha ta ba ha tân đà giả ta ba ha ma ha tân đà giả ta ba ha tân đà vũ nghệ thơ vàng ra giả ta ba ha na ra cần rì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tân nga mô khê gia ta bà ma ha a tân đà già ta bà ha già kia ra tân đà già ta bà ha ma đà ma yên tất đà già ta bà ha na ra cận trị bằng đà ra già ta bà ha ma bà rì tân nghe ra già ta bà ha nam mô ăn ra đăng na đà ra già gia nam mô a rị gia bà rô yên đề thưa bằng đà già ta bà ha ăn tư điện đô mạc đà ra bà xà già ta bà ha ăn tư điện đô mạc đà ra bà xà già ta bà ha ăn tư điện đô mạc đà ra bà xà già ta bà nam mô thập phương thượng trụ tam bảo nam mô thập phương thượng trụ tam bảo nam mô thập phương thượng trụ tam bảo cuối lại đừng tam giới tôn quy mạng mười phương phần nay còn phát nguyện rộng thọ trì kinh bát nhãn trên đền bốn ơn nặng dưới cu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe điều phát lòng bồ đề hết một bao thân này sanh qua cõi cực lạc nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật vô thường thâm thâm vi diệu pháp ba thiên vàng kia năng tạo ngộ nga kim kiên văn đắc thọ trì nguyện dài